nhận định soi kèo trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Morocco diễn ra lúc 14 giờ hôm nay ngày mùng 10 tháng 10 trong khuôn khổ mở màn giải quốc tế U18 Seoul Cup 2023. Chạm trán U18 Morocco sẽ là trải nghiệm bổ ích đối U18 Việt Nam. U18 Việt Nam với nòng cốt là đội U17 sẽ tham dự một giải đấu chất lượng tại Seoul với các đội bóng trẻ khá mạnh như U18 Morocco, U18 Hàn Quốc và U18 Ukraine đây sẽ là trải nghiệm bổ ích đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi được trao dồi kinh nghiệm thi đấu cũng như tích lũy chuyên môn. Đội U17 Việt Nam vừa trải qua một vòng chung kết U17 Châu Á không thực sự thành công khi bị loại ngay từ vòng bảng. Sau những thất bại trước U17 Nhật Bản, U17 Uzbekistan và chỉ có được kết quả hòa một bột trước U17 Ấn Độ. ở bên kia chiến tuyến, U18 Morocco là một ẩn số khi không có được nhiều thông tin. trong năm 2022 đội bóng này có tham dự đại hội thể thao các nước thuộc khu vực địa trung hải và giành được vị trí thứ ba ở giải đấu này u 18 morocco đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại u 18 thổ nhĩ kỳ cầm hòa u 17 tây ban nha và chỉ bị loại ở vòng tứ kết trước u 17 ý bước vào giải quốc tế u 18 seoul cup 2023 u 18 morocco được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang đứng hạng 95, trong khi vị trí của U18 Morocco 13. Tuy nhiên, bóng đá trẻ không thể nói trước được điều gì và U18 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trong trận gia quân. Với tính chất của một trận đấu thuộc giải giao hữu cấp độ trẻ, cả hai đội hoàn toàn có thể chơi cởi mở, phóng khoáng và tạo ra cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng được ghi. U18 Việt Nam sẽ thi đấu với U18 Hàn Quốc, U18 Ukraine và U18 Maroc tại Seoul Cup 2023. Giải U18 Seoul Cup 2023 sẽ được tổ chức tại sân vận động chính của khu liên hợp thể thao Mộc Đông trong 3 ngày, 10, 12 và 15 phần 10. Các đội tham dự sẽ đá thể thức vòng tròn để tìm ra đội vô địch. Chưa có đài truyền hình nào của Việt Nam thông báo có bản quyền truyền hình giải U18 Seoul Cup, thể thao văn hóa. Việt Nam sẽ liên tục cập nhật thông tin về giải đấu này cũng như trận U18 Việt Nam với U18 Maroc trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Maroc sẽ diễn ra trên sân vận động Mộc Đông tại Hàn Quốc vào lúc 14 giờ hôm nay ngày 10 tháng 10. Việc U18 tham dự giải đấu nói trên là một phần trong chương trình hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, KFA. Đại sứ thương hiệu của Seoul Cup là Park Hang Seo, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam. Phát biểu trước giải giao hữu quốc tế U18 Seoul Cup 2023, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận U18 Việt Nam gặp các đối thủ mạnh nhưng vẫn có thể tạo nên bất ngờ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, chúng tôi rất vui khi được mời tham dự giải đấu giao hữu tứ hùng này. Các cầu thủ trẻ có cơ hội so tài cùng với các đội tuyển với các phong cách khác nhau, từ đội U18 Morocco cho tới U18 Ukraine và chủ nhà U18 Hàn Quốc. Đây là giải đấu mà các cầu thủ trẻ có thể học hỏi được nhiều điều và tôi xin chúc các đội đều sẽ có một giải đấu thành công và có phong độ tốt nhất ở giải lần này các cầu thủ U18 Việt Nam có thể bị đánh giá thấp hơn các đối thủ nhưng tôi hy vọng các học trò sẽ tạo ra bất ngờ. Trước đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng từng khẳng định những giải giao hữu chất lượng như thế này rất bổ ích với các tuyển thủ trẻ. Việc được cọ sát với những đối thủ có thứ bậc cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là điều kiện để cầu thủ trẻ chúng ta đúc rút được những bài học kinh nghiệm cho riêng mình trong quá trình phát triển. Đồng thời, xa hơn là giúp các cầu thủ trẻ trao dồi bản lĩnh thi đấu và hướng tới một xuất tại đội tuyển quốc gia trong tương lai chúng ta định hướng lối chơi để đào tạo lực lượng lâu dài cho đội tuyển quốc gia. Trong đội, tôi không chỉ tạo điều kiện cho những cái tên như công phương mà các cầu thủ khác nữa đều có cơ hội. Ví dụ như Long Vũ chẳng hạn, công phương là một trường hợp tài năng và đang phát triển ổn định. Trong năm nay bạn ấy dự giải U17, U19, nhận nhiều giải cầu thủ xuất sắc nhất. Đó cũng là nhiệm vụ của tôi, làm sao để đào tạo cầu thủ trẻ tạo điều kiện để họ có cơ hội phát triển đến khi lên đội tuyển quốc gia thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của huấn luyện viên và công phương là một trong số đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định. Sáng ngày 9 tháng 10, U18 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc. Thời tiết tại Hàn Quốc bắt đầu mùa thu với không khí mát mẻ và dễ chịu, nhiệt độ ban ngày khá ôn hòa, với mức nhiệt dao động từ 7 đến 18 C, lý tưởng cho các bài tập trên sân.